Dùng một tuần thôi là mình đã thấy tóc con mọc ra rất là nhiều. Cách sử dụng thì rất đơn giản, mọi người chỉ cần xịt trực tiếp vào phần chân tóc thôi. Mà vi diệu lắm nha, nếu mà tóc mình đang rối, mình xịt lên thì mình sẽ dễ chải hơn ấy.